vâng, kính thưa bà con nông dân, tôi đang đứng ngay tại cây hoàng kim quả này. Cây này đó tầm khoảng cây này 5 năm. Cây này 5 năm. Và hiện giờ bà con nhìn nha, đây là có sự thật luôn. Đấy đây. Có sự thật luôn, hiện giờ cây 5 năm này coi quả như thế nào nha. Từ gốc cho tới ngọn là vào trong thân quả rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ trèo lên tôi hái quả cho bà con xem luôn. Đó. Ui, nhiều quá. Đâu cần phải trèo đâu. đây vào đây. Đâu cần phải trèo. Ôi. Có luôn. Đây. Rất là nhiều. Đây. Wow. Đây, tôi mới chỉ có là hái chút xíu thôi. Ba quả này nó khoảng hơn 1 kg rồi. Đây này, anh bên đây thấp. Hơn nhiều lắm. Hay quá trời quá đất. Đây này bà con. Bà con thấy không? Trái nó ra phải nói là cực kỳ nhiều luôn. Cứ một cái bọc này là một trái. Một bọc một trái mà nó ra nhiều kinh khủng. Đây. Bà con thấy chưa? Và bây giờ mình sẽ trèo lên cây coi có nhiều nha. Trời ơi. Rớt quá trời đất. Rớt nhiều quá. Ua. Gì đâu. Cây này chắc nó cao á. Em trèo có téo này trời. Từ từ nha. Ôi giời, cành nha, dễ cành á. Ôi xin lỗi. Dễ gãy. Mình nặng tới gần một tạ. Cho nên là mình trèo lên mình sợ gãy cành. Cây nó nhỏ quá mà. Cây này nhỏ xíu à. Mà nó đã nhiều quá rồi, bây giờ phải có cái đồ gì đó để mà lấy thôi. Nhiều quá trời. Quay quay trên này cho bà con xem đi. Mệt quá.